Heo nái các bác sau sinh hay gặp phải trường hợp kém sữa, mất sữa, ít sữa, thiếu sữa cho heo con thì các bác hãy tham khảo sử dụng ngay cái sản phẩm siêu kích sữa của bên em, là cái sản phẩm đã giúp cho cái đàn heo nái tăng tiết sữa, tăng sản lượng sữa và giúp cho heo con có đủ cái lượng sữa để heo con phát triển tốt các bác nhá. Và đây là những cái phản hồi những cái trang trại của bên em đã sử dụng và mang lại cái hiệu quả cao khi sử dụng cái sản phẩm siêu kích sữa các bác nhá.